Ơ Kỳ Nguyên. Hả? Không vào nhà đem gì anh? Ngồi bé thôi. À, đang có fan nữ nhà tao chơi mẹ. Fan nữ à? Đâu? Fan nữ tao. Đây á. Ừ, đứng trước cổng nhà tao luôn ấy. Ai à? Thế bảo áo đen. Được không? Được. Được 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 đấy, được đấy. Đấy. Mày có nhìn thấy túi quà không? Tao thấy cái xanh xanh lá cây ấy. Đứng trước cửa nhà tao, cầm túi quà. Tặng quà tao chứ còn ai nữa hiểu không? Sợ nó không đúng. Đúng. Yên tâm, bây giờ làm vào nhận quà đúng không? Quà nhận quà nó phải lịch sự hiểu không? À, sơ vin lại cơ à? Phải sơ vin mà đi. Phải lịch sự đi. Thế tao sơ vin cái. Ừ, sơ vin đi bạn. Ừ, sơ vin mà. Đấy các bạn ạ. À, mình đi vào nhận quà mình phải lịch sự hiểu không? Sự không? Biết sơ vin hiểu không? Xong rồi cái tay bỏ ra. Đấy được rồi. Lâu đấy. Đấy. Bây giờ phải bịt cái khẩu trang còn nữa hiểu không? Sao vừa không bịt? Để tạo cho em cái bất ngờ. À, bất ngờ. Đấy. Đi nhá. Đi. Các bạn theo mình nhá. Đi. Tay tao sao biết cơ à? À đút tay tới quần cơ à? Hello em. Anh rất chào em nhá. Ừ anh đây. Này anh bảo lần sau lên chơi với anh ấy. Ừ. Thì không phải quá cáp hay không nhá. Ừ. Anh nhận quà nhiều anh ngại lắm. Bình thường cũng nhiều người lên cho quà nhá, anh ngại cực. Ngại cực. Ôi, anh Điệp đâu ạ? À? Điệp làm gì? Em yêu nhận đi thăm Điệp. Yêu Điệp à? Ui, biểu. Ui. Mày đấy. Thế này. Đi đâu từ sáng rồi đấy? Đi cháu chào bác. Từ sáng giờ rồi về thế này á? Vâng. Thế thế nào đây? Người yêu Điệp, Điệp bác ạ. À? Chào bố đi. Ui, chào bố chứ. Bác chào cháu nhá. Chào bố đi. Điệp nó ở trên kia kìa. Đang trầm cảm. Ừ. Nó cứ neo trên đấy, nó bảo lên trên đấy. Không hiểu tại sao các bạn à, cứ neo lên mái nhà không xuống đất. Thế. Bắt xuống rồi nó lại lên. Thằng này nó bị sao? Ừ. Mà nó chỉ ở trên kia các bạn nhá. À. Chỉ ở trên mái nhà. Chỉ mái nhà thôi. Đấy. Không hiểu kiểu gì. Xuân từ sáng. Chốc cho cháu vào chơi, cháu động viên nó xem nó có nghe không. Bác mới này anh Nguyên anh Hòa nói thoải mái. Chịu rồi. Cứ thế thôi. Chắc người yêu nghe đấy Nguyên ạ. Ờ chắc là người yêu nó nghe đấy. Ừ. Khả năng thế đấy. Thôi thì nên xem mấy nhà đi. Bây giờ em đưa đi cháu vào trong nhà đi. Quà đây thì anh nhận cho. Ừ, anh nhận cho. Đấy thằng nào ông nhận tới quê hiểu không? Em cháu vào trong nhà xem. Điệp nó còn ăn đâu mà. Ok các bạn ơi, thì em người yêu Điệp đang ở trên kia với Điệp rồi. Đấy, nói chung là anh em mình đang đói quá, chưa lên quay được. Ấy thì sáng thằng Hòa nó dẫn mình đi, nó bảo là đi kiếm tiền, chưa là có đồ ăn ngon. Đấy, thế mà hai thằng đi suốt từ sáng, không kiếm được cái nghìn mẹ nào, cũng không kiếm được bữa cơm ăn. Đấy, chưa về đói, không dám kêu bố là con đói bố ạ. Tại mày, hai thằng cứ đi đầy nắng rồi các bạn ạ. Điên thế không biết, đưa bụi. Gì ơ? Đấy, may về nhà lại thấy em người yêu Điệp mang bánh cho Điệp ấy. Em Điệp thì không ăn đâu các bạn ạ. Thế là mình ăn hộ. Mẹ mới ngủ dậy à? Mày không chơi với em thì mày lên gì đấy? Em có người chơi rồi. Ai chơi? Người đặc biệt. Ai chơi em? Người đặc biệt. Đâu? Người bí ẩn. Mẹ nên biết ngay. Chơi mẹ em ra ngồi ăn. Đấy các bạn ạ. Chưa ăn xong cái bánh thì mẹ mình ra rồi. Thôi bây giờ là lên xem mẹ nào. Lên xem mẹ mình nói cái gì nhá. Đi. Mẹ như nào? Lên luôn đi. Đi. Ôi giời ơi. Ừ. Mẹ anh, để con lên chưa? Cái gì nữa? Quay, để bác quay đi. Nheo cẩn thận đấy mẹ ạ. Nheo giữ rồi, bác thoải mái đi. Bác cứ lên thoải mái đi. Nheo nữa lên. Ồ. Mẹ tính bay à? Cẩn thận đấy. Chú Hoa đâu rồi? Đây mà Hoa giữ tảo Nguyên. Mày cứ lên mình đi. Ừ. Bạn thân. Cái nào đấy? Chào bác. Ờ. Cháu bạn Nguyên hay bạn Điệp? Bạn của Điệp chứ bạn thì con à? Cháu ở đâu? Cháu ở Mỹ Đồng ạ. Ở ngay đây à? Đến đây chơi thì chơi với bạn thì động viên bạn. Ngồi chơi với bạn thì bạn bên đây bạn buồn buồn thì đến chơi động viên với bạn. Thế cháu điên mình à? Vâng. Nhìn chú Điệp buồn thế nhỉ? Thì Nguyên có gì bánh cầm lên trên này cho. Ừ, bánh em mới mua nhiều cho mà vừa có mang đi nó không ăn. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ở đây ngồi chơi thì động viên bạn hộ bác nhé. Động viên bạn thì mà chơi trên này nắng nắng cháu có xuống trên nhà mà chơi. Cứ thích lên trên này ngồi thôi. Bà cho xuống nó xuống thôi mà. Nắng ở trên này nắng. Thế mẹ nào mẹ đi đi. Cái cháu ở đây chơi nhá, ở đây chơi động viên Điệp hộ bác nhé. Vâng, chào bác ạ. Ờ. Ừ, thế đúng. Chào mẹ với cả bác à? Mày nhếch nhác. Chào dần nó quen nhá. Ừ. Đúng rồi, chào dần nó quen hiểu không? Ừ. Điệp sao rồi? Em Điệp sao đây? Ui dạ, Điệp ơi. Điệp. Bạn gái lên chơi kìa. Ờ. Điệp nó vào chế độ tự kỷ rồi ạ. Có cả chế độ tự kỷ à? Không cảm xúc. Hòa nhanh trí mở bài không cảm xúc nghe đi. Sợ em bị Điệp buồn hơn đấy chứ. Sợ buồn à? Ừ.
Em mở 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 cái này ra coi cho rộng. Giờ đang muốn em bình tĩnh lại mà không cảm xúc thì em buồn hơn chết. Anh ơi, cái Điệp nó cứ như này mãi hả anh? Điên à? Điệp nó cứ như này mãi thì chết anh à? Buồn cười thật. Ê Hóa mày đừng diễn hài nữa mày. Đâu mà chẳng em Điệp cái thì bao giờ em mất em bình thường lại có nào kỷ niệm. À có kỷ niệm nữa. Chụp chung với Điệp lúc mà mặt nó bị như này chứ. Ừ, đây có cả video rồi thế. Không chụp chung mà. Video khác. Ừ thế Hóa tao cũng muốn chụp. Hả? À, mày quay đi. Nào Điệp ơi, nhìn thế nào. Nào Điệp ơi, 1 2 3 cười. Không cười à? Cười nào. Nào chụp ảnh nào. 1 2 3 tạch. Đấy xem. Có kỷ niệm rồi. Đấy. Đẹp đấy. Đấy. Nào tỉnh lại anh cho mày xem. Đấy các bạn ạ, mình đã có kiểu ảnh kỷ niệm với Điệp đấy. Ui. Điệp, bạn gọi kìa. Thế chứ. Ừ. Mà Yến này, dạ. Em yêu Điệp lâu chưa? Em yêu từ năm lớp 6 anh ạ. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. À trời. Yêu từ lớp 6 cơ. Thế là 6, 7, 8, 5, 9. Ừ. Sắp 4 năm rồi cơ. Tình yêu đẹp. Sướng nhỉ. Thế bây em... giờ, hay giờ tao lại tắm sông để tao chết đuối tự kỷ thì yêu tao nên thăm tao nhá. Mày có người yêu? Hả? Mày có người yêu? Hình như vậy. À thế à? Ừ. Mày có người yêu mày còn đỡ tao không? Bây giờ tao mà tự kỷ thì ai chơi với tao? Tao. Tao đéo cần mày. Ờ, tao đéo cần mày. Bạn bè thế đấy. Khả năng là bây giờ là mình phải đi kiếm người yêu à? Bây giờ là phải đi kiếm người yêu xong rồi nào tự kỷ còn có người yêu đến chơi nhá. Đỡ buồn. Tự kỷ là bế ngoài đường mất. Nhưng mà bây giờ cứ như thế này, à? Tự kỷ như thế này, có người yêu để làm gì? Có biết cái gì đâu đúng không? Thì cần người yêu để làm cái gì? Cũng đúng nhỉ? Đúng hẳn. Hòa thấy hợp lý không? Hợp lý luôn. Quá hợp lý nhỉ? À, người yêu cũng ngồi cạnh kia biết gì đâu. Ờ, à, có biết gì đâu. Nên anh thì không biết cơ mà. Ờ. À. Điệp ơi. Điệp ơi. Thì là bạn gọi. Ở đấy. Ừ, thế đúng, bóp tay thế kia thì chịu thôi, không quay nữa dỗi, đồng chó. Thôi Hoài, đi đi. Đấy, người yêu cái này. Hả? Người yêu. Người yêu đấy chị, đồng chó mà mệt bố. Sao bảo này, mẹ có người yêu chứ không? Hả? Có người yêu nhưng không, vẫn chưa đây, vẫn sướng à. Bây giờ tao mày phải nghiên cứu làm sao kiếm người yêu Hoài. Ừ. Nói chung nhìn nó sướng nhỉ. Đéo bằng đứa trẻ con, mẹ. A few moments later. Rồi, đấy, bố ra xem con dâu tương lai của bố ơi. Dạ. Dạ, bác ạ. Ừ. Nói chuyện với Điệp gì được không? Đâu, gọi Điệp ạ. Không ăn thua bác ạ. Ừ. Rồi, không nghe bố ạ. Không ăn thua. Bây giờ cháu cứ chịu khó nói chuyện với bạn, với Điệp. Nhưng mà nó không ăn thua bác ạ, không giải quyết việc gì luôn. Cứ nghe này. Này, bây giờ không có cảm giác gì luôn này. Đấy, cứ nhìn điện thoại rồi. Cứ nói chuyện dần dần mà. Đừng ấy, cứ hỏi nhiều nó ấy. Là mình cứ thỉnh thoảng để hỏi. Xong rồi hỏi những cái chuyện ngày xưa đấy. Cái chuyện cũ gì mình lại hỏi. Yêu 3 năm cơ mà. Yêu 3 năm đấy bố ạ. Thế thì mình cứ trả vào mình dẫn dắt mà hỏi nó từ những cái chuyện mới xong rồi hỏi cái chuyện cũ để xem nó có nhớ không. Vâng. Nhá, cháu cứ thử hỏi bố bác, cứ bác ấy nhá. Còn thua đó cả. Chứ còn bác mà cứ nói chuyện nó cứ nặng yên này bác chả biết nói sao cả. Nhiều lúc bữa ăn nó bảo nó ăn nó lúc thì nó thích ăn, lúc nó lại không ăn. Nó đang ăn nó còn đáp đi ấy. Ừ, nó bảo nó cứ nặng nhiên thôi. Đang ăn cơm xong cũng đáp bát cơm đi á. Không hiểu. Nhiều lúc nó đang ăn bát cơm nó lại quẳng cái bát cơm ra ngoài. Cái nói nó cũng coi như nó kiểu như là nó điếc, nó không nghe thấy gì đấy. Này, thế tài chứ. Đúng. Ừ. Kéo đi tắm nước có tài. Không biết như nào. Không biết này. À? Mà cháu cứ ngồi với nó vài tiếng hồ xem nói chuyện xem là nó có nhớ là cái gì không. Bác đang tính là vài hôm nữa không có là phải cho đi bệnh viện để khám xem như thế nào. Đông Khê Hà Nội bố ơi. Hả? Ô, cho đi viện khám đấy chứ. Viện khám là biết đây đâu mà cho Đông Khê Hà Nội. Bây giờ là nó bây giờ khi là nó hoảng nó hãi rồi nó không nhớ cái gì cả. Thì cháu cứ cố gắng giúp bác nhá. Để ở đây ngồi ướt thế này. Bây giờ em Điệp em biết chỗ nào khô đâu bác. Ừ, này. Ướt cũng như khô ấy mà. Đúng rồi. Nó cứ thế nó giải, nó thích chỗ nào nó giải. Thích nào là ngồi thôi. Vừa bố từ trướng à? Ừ thì bố cầm trướng bố để kia thôi. Còn chỗ nào sạch thì phải giải. Ở đấy. Giải ngay chỗ ướt. Ừ. Không, này, chỗ này không, nó cũng khô đây, chỗ này có mái này, ừ. Đỡ che nắng cái này. Ừ. Chứ bố bỏ ra kia ngồi có mà nắng à? Chỗ này cũng mát. Đấy. Mát, thằng này nó khô lắm bố. Sao lại bảo khô? Hả? Bảo thông minh chứ.
nó khôn nó mới vào đấy chứ. Đấy, bây giờ cứ thế này thôi. Thật đi. Mà tại Nguyên đó cả. Tất cả tại này này. Sao lại tại tao? Mày xúi em đi tắm. Mày điên à, không phải tao ở nhà mày. Đấy, tao đi cùng em mày mà không bị sao không? Không phải một hôm đấy, ừ mà đấy. Nhiều cái hôm trước đấy. Nhiều lúc mà mày cứ ấy xong rồi đi tắm nên nó mới thích. Tất cả tại thằng này. Mày cũng tắm nên mày cứ kêu tao thế nhỉ? Tại tao. Thằng Nguyên bác ạ, à, không phải cháu đâu. Nó có học gì ạ? Thôi bây giờ nó như thế rồi, thôi cố gắng đi. Cháu cứ thỉnh thoảng cứ hỏi chuyện nó nhé. Cứ nói chuyện bình thường thôi. Nguyên ạ, kể người đi con ạ. Thế nào? Tôi kể, kể em đẹp rồi, anh em mình xuống rồi kể đi. Tôi kể đi bác ạ, mày có bảo với em xuống không? Tôi kể đi bác ạ, bây giờ nó có mình nghe đâu. Thế rồi nhá, bác giờ còn phải giả tay này, bác đang giả tay nào dưới kia kìa. Thế cháu cứ cố gắng nói chuyện xong rồi động viên nó xem như thế nào nhá. Xong rồi trông nó xuống nói chuyện bác nhá. Bác xuống dưới, bác còn này. Thằng Nguyên ấy xong rồi chốc ở đây thì mình bảo nó thì bảo em xuống xem nó có xuống không. Vâng. Ê, nhất em Điệp nhá. Đấy, nhất em Điệp nhá. Có người yêu lên chơi sướng nhá. Ít xài, thích nhờ. Có người yêu bóp tay, thích nhờ. Mày lại giống Điệp ở đây. Giống gì? Thôi đi xuống ăn đi, đang đói. Đấy các bạn ạ, à, Điệp thì nó có người yêu nó chăm rồi. Anh em mình thì phải xuống ăn thôi. Bởi vì là đang ăn thì mẹ mình ra, thế là bắt buộc là phải tiện thì quay. Im mồm. Tao chưa cắt đầu bụng luôn nhá. Mày uống nước ở đây. Nước tao đủ no. Đấy các bạn ạ, à, thôi thì bây giờ là mình cũng xin phép là xuống kia ăn cái bánh đó. Nhưng đói lắm rồi, từ trưa giờ chưa ăn gì cả. Đấy thì nếu mà các bạn yêu quý mình thì nhớ để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Ok thì cũng mong là thằng em Điệp nó nhanh khỏi bệnh để mà còn quay video với cả anh em mình chứ không cứ như này buồn lắm. Thật sự là rất là buồn đấy các bạn. Thôi anh em mình xuống ăn đi. Bye bye các bạn nhá. Bye nhá.